Câu chuyện Phật điển, sự phẫn nộ của vua Lưu Ly, ngày cuối cùng của tộc Thích Ca. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La, quận Dinh ở phía bắc Ấn Độ, tại thành Xá Vệ. Nơi đây là trong hoàng cung. Xin hãy cho con đi. Không được. Mẫu hậu, con van xin mẫu hậu, xin hãy cho con đi mà. Con không được đi. Tại sao vậy? Tại sao mẫu hậu lại không cho con đi thăm quê của mẫu hậu chứ? Xin hãy nói cho con biết đi. Hai người đang tranh cãi, đó là hoàng phi và hoàng tử của nước này. Hoàng tử Lưu Ly bị hoàng phi kịch liệt phản đối, đã sang xin quốc vương Ba Tư Nặc. Phụ vương, ông ngoại con có thực sự là trưởng lão của tộc Thích Ca không? Cần gì phải hỏi nữa. Ngoại con là Ma Tần La Bản, có huyết thống cao quý và thế tôn quý nhất trong tộc Thích Ca, người chính là cha của mẫu hậu con. Thưa phụ vương, nhưng mà con chưa hề gặp mặt ông ngoại con lần nào hết. Còn ông ngoại thì cũng không có viết thư hay là tặng quà cho con. Con nói cũng phải lắm. Con cảm thấy cô đơn quá. Con rất muốn đến thăm ông ngoại một lần để được hưởng thụ niềm vui sum họp. Và cũng muốn tận mắt được nhìn thấy quê hương nơi mẫu hậu đã lớn lên. Phụ vương à, phụ vương, con xin phụ vương hãy cho con đi đến thành Ca Tỳ La Vệ đi. Được thôi. Quốc vương, có chuyện gì? Nàng lo lắng chuyện gì sao? Dạ không có gì, thiếp chỉ lo lắng dọc đường gặp nguy hiểm mà thôi. Ừ, chuyện này ta sẽ lo liệu. Tướng quân. Dạ, khanh bảo vệ hoàng tử đến đó. Tuân lệnh. Hãy để đại tướng quân của ta là Gia La tướng quân đích thân đi bảo vệ hoàng tử vậy. Vì nói đến võ công thì không ai sánh bằng người cả. Như vậy nàng có thể yên tâm rồi chứ, hoàng phi? À, dạ, thiếp đã an tâm rồi. Cha sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều quà để mang về quê. Trưa ngày mai con có thể khởi hành rồi. Dạ. Trong khi hoàng tử Lưu Ly vui mừng thì một mình hoàng phi lo lắng không nguôi. Hoàng phi viết thư liên lạc với thành Ca Tỳ La Vệ. Nội dung bức thư viết như sau: hoàng tử sẽ về quê, xin đừng để hoàng tử biết được bí mật ngày trước. Cầu xin mọi người. Hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đi qua tỉnh Xá Kỳ Viên ở ngoại thành Xá Vệ. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi Thế Tôn và các đệ tử trú ngụ. Lúc này Thế Tôn đang thuyết pháp cho các đệ tử. Còn phải ra ngoài sao? Dạ, con sẽ đến thành Ca Tỳ La Vệ để thăm ông ngoại và bà của con. Con còn nhớ là Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói người là hoàng tử của nước đó. Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đã lâu ta không gặp trưởng lão Ma Tự La Mạn. Ờ, hả? Hãy hỏi thăm ông giùm ta. Trên đường đi hãy cẩn thận. Dạ, con xin cáo từ. Hoàng tử quả là một người cương trực. Cây mà thẳng quá dễ bị gãy lắm. Và lại tính hoàng tử quá nông nảy. Hy vọng sau này hoàng tử sẽ không gặp những chuyện không hay. Khải bẩm hoàng tử, sắp tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Cuối cùng, đoàn người của hoàng tử đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Ma Tự La Mạn là người đầu tiên trong số các trưởng lão của tộc Thích Ca ra đón tiếp. Ông chính là ông ngoại của cháu. Hoàng tử hả? Cháu là cháu của ông đây. Cuối cùng cháu đang gặp được ông rồi. À, đến thật là đúng lúc vừa.
Hả? Lần đầu tiên gặp mặt xin hãy chỉ bảo. Xin hãy chỉ bảo cho. 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 Cháu đã cúi đầu như vậy, tại sao không ai đáp lễ vậy kìa? Xin hãy nói cho cháu biết đi, tại sao vậy? Đó là bởi vì họ đều là những người có thân thế cao, cho nên họ không quen. Họ không quen đáp lại những người trẻ tuổi như cậu đâu. Vậy sao? Vậy những người trẻ tuổi đâu hết rồi? Cháu rất muốn được gặp mặt các anh em họ cùng trang lứa với mình. Cháu tới thiệt là không đúng lúc. Bọn trẻ tất cả vừa mới ra ngoài chơi rồi. Ra ngoài sao? Rõ ràng là biết cháu sẽ tới đây, sao lại còn ra ngoài? Nói tóm lại, cháu hãy nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Ta muốn đi về đây. Dạ hoàng tử. Tất cả đều là những tên vô lễ, thật không vui chút nào hết. Họ thiệt là quá đáng. Hoàng tử nói rất đúng rồi. Giờ bẩn quá đi. Mau lên chùi cho sạch sẽ ha. Cũng tại cái thằng con trai của nô tỳ đó, ngồi dơ bẩn hết trơn à. Hoàng tử đó là con trai của nô tỳ hả? Thiệt vậy sao? Đương nhiên là thiệt rồi. Bọn trẻ đi ra ngoài chơi cũng chính vì để tránh tiếp xúc với cái tên nô tỳ đó, ngươi không hiểu sao? Thật là đáng khiết. Xin hoàng tử đừng nói. Nghe được những lời này, ta còn có thể ngồi yên mặc kệ sao? Đây có lẽ không phải là lời đồn đâu. Cái gì? Chúng ta phải trở về hỏi hoàng hậu cho rõ sự việc, đến lúc đó mới quyết định xử lý như thế nào. Được thôi, thiệt là đáng ghét. Cho dù ta là con trai của một nô tỳ, thì cũng là hoàng tử của nước Câu Bồ La. Vậy mà bọn họ dám cười nhạo ta. Sự sỉ nhục này, có ngày ta sẽ trả thù. Thưa mẫu hậu, thực ra là thế nào vậy? Hãy mau nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật. Nói mau. Là thật đó. Hả? Mẹ và thiếp đều là thân phận nô tỳ. Nàng nói cái gì? Rốt cuộc hoàng phi đã nói ra điều bí mật năm xưa. Lúc vua Ba Tư Nạc còn trẻ, người tài giỏi nhưng rất kiêu ngạo, muốn cưới công chúa tài sắc vẹn toàn. Ông ra lệnh mang các công chúa có thân phận cao nhất và huyết thống cao quý thuộc tộc Thích Ca. Các trưởng lão của tộc Thích Ca rất tức giận, bởi vì đem công chúa gả cho vua Ba Tư Nạc vô danh sẽ làm dơ bẩn huyết thống cao quý, nhưng cũng không thể chống lại lệnh của quốc vương. Như vậy phải tính sao đây? Lúc đó Ma Từ La Mạn đã nghĩ ra một kế. Ông ta với người nô tỳ có sinh ra một cô con gái sắc nước hương trời, có tên là Mani Hương. Ông ta bàn là mang cô gái này gả cho vua Ba Tư Nạc. Các trưởng lão hết sức vui mừng, mọi người đều tán thành và mang quần áo sang trọng khoác lên người Mani Hương đem gả sang nước Câu Bồ La. Vua Ba Tư Nạc mới gặp nàng đã đem lòng yêu mến mỹ nữ này và đã phong cho Mani Hương làm hoàng phi. Sau đó hết sức thương yêu hoàng phi. Nàng gạt ta. Nàng đã gạt ta. Tộc Thích Ca thật là đáng ghét. Và nàng cũng vậy, dùng nhan sắc đó để phản bội ta. Bao nhiêu năm nay đã chế nhạo ta, cả quốc dân của ta.
Xin quốc vương. Không thể tha thứ được. Các người không còn là hoàng phi và hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận lúc trước của mình đi. Vào ở nhà của bọn nô tỳ. Từ mai trở đi trở thành nô tỳ làm công việc hàng ngày. Thiếp thế nào cũng không sao. Chỉ thương cho hoàng nói nhiều nữa. Hãy tha thứ. Hoàng tử không có tội. Tránh ra. Con của nô tỳ cũng là nô tỳ mà thôi. Phu dư. Tướng quân. Hãy mang họ ra ngoài cho ta. Hả? Sao hả? Đưa họ ra ngoài ngay. Tuân lệnh. Phụ vương. Câm miệng. Ngươi không được phép gọi ta là phụ vương. Hoàng tử và hoàng phi bị rơi vào thân phận nô tỳ. Ngày hôm sau đã bị cưỡng ép làm việc cùng các nô tỳ khác. Tại sao chỉ có mình gặp phải những câu chuyện như vậy chứ? Mọi việc đều do Tổng Tích Ca và lỗi của cha hết. Mình nhất định mình sẽ không nhận ông ta làm cha nữa. Chờ đó mà coi. Tướng quân, đừng có lên tiếng. Nói thật, ta với quốc vương cũng có mối thù. Trước kia chú ta vô tội đã bị hắn Du Hoàng giết chết. Quốc vương là người vô tình. Hoàng tử thật là đáng tội nghiệp đó. Cho nên ta nhất định sẽ giúp hoàng tử lên ngôi vua. Xin hãy ráng chịu đựng một thời gian. Không được nóng nảy mà hư việc. Nhớ rõ chưa thưa hoàng tử? Ta biết rồi. Ta trông cậy vào tướng quân. Lúc này Đức Thế Tôn đang bị bệnh và nghỉ ngơi ở kỳ viên. Ngài rất đau lòng về chuyện của hoàng phi và hoàng tử đã gặp phải. Cách làm của Tộc Thích Ca là sai, nhưng mà cách cư xử của vua Ba Tư Nặc cũng chẳng đúng gì. Vì quá trọng thân phận mà bỏ đi vợ và con ruột của mình, thật là một chuyện không nên làm. Lời nói của Thế Tôn đã truyền đến tai của vua Ba Tư Nặc. Sau đó, vua Ba Tư Nặc quyết định khôi phục lại thân phận lúc xưa của hoàng phi và hoàng tử. Nhưng trong thâm tâm của ngài vẫn chưa thực sự thỏa nguồn. Vậy thì con có thể như lúc xưa gọi người là phụ vương không? Xin người hãy trả lời con đi. Ngày mà tướng quân hứa hẹn với hoàng tử đã đến sớm hơn so với dự tính. Dừng lại! Trở về hoàng cung! Mau đóng cửa lại đi! Các ngươi làm gì vậy? Mở cửa mau! Ta là quốc vương đây! Hả? Ngươi không còn là quốc vương nữa rồi. Ngươi không được nói bậy. Đây mới chính là quốc vương. Hoàng tử, ta không lấy mạng của ngươi đâu. Ngươi muốn đi đâu thì tùy ý. Đồ bất hiếu. Ngươi nói chuyện với cha ngươi như vậy sao? Hơ, không được gọi ngươi là cha. Câu nói này chính do ngươi nói đó. Ê, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vua Ba Tư Nặc đã phóng ngựa thật nhanh đến nước Ma Đà Kiệt xa xôi. Ông muốn xin sự giúp đỡ của cháu mình là Thế Vương A Ảm. Nhưng mà do đường xá xa xôi, ngay cả con ngựa để trông cậy vào cũng chết ngay. Lúc quốc vương đến thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà đã vào nửa đêm. Toàn bộ thành Dương Xá được bao bọc bởi tường thành. Và đêm đến, các cửa thành đều được đóng lại. Hãy mở cửa. Ta là vua Ba Tư Nặc. Quốc vương nước Câu Bồ La tới rồi. Hãy mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa. Đức vua Ba Tư Nặc đã sức cùng lực kiệt. Đêm đó đã tắt thở trước cửa thành Dương Xá.
Và như vậy, vua Lưu Ly đã trở thành vị vua mới của nước Câu Bồ La. Ông ta muốn rửa sạch các nhục do Tổ Thích Ca đã gây ra. Cho nên ông ta đã tập hợp quân đội của toàn quốc. Bây giờ phải tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ, phải khiến cho dân tộc Thích Ca vô lễ đó biết rõ lợi hại của ta. Thế nào tướng quân? Tại sao Mặc Khanh lại không vui? Tới lúc này rồi còn có chuyện muốn nói nữa hay sao? Hả? Thật ra cách nghĩ của tôi đã sớm biểu đạt rồi. Tân Dương mới đăng cơ không lâu thì đã khởi chiến, như vậy thật là quá đường đột. Nếu như không vui, có thể ở lại một mình. Không thể được. Chỉ huy toàn quân đó là trách nhiệm của tôi. Tiếp nhận mệnh lệnh quốc vương, huy động toàn quân đó là sứ mạng của tôi. Đó là lẽ dĩ nhiên. Lên đường! Xuất phát! Ta nhất định phải giải cứu tộc Thích Ca. Nhưng mà Thế Tôn, không thể để vua Lưu Ly gây thêm tội ác nữa. Nhưng mà bệnh của ngài vẫn chưa lành mà. Cho ta mượn cây dài của ông. Dạ. Như vậy không thể qua được đâu. Hả? Vậy thì kêu ông ta nhường lối đi. Thế Tôn, nóng như vậy tại sao ngài lại ngồi dưới một tàn cây không có lá chứ? Tại sao lại không ngồi bên gốc cây kia? Xin đừng lo cho ta. Cái cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ hơn cây thân tộc của chính mình. Hả? Thế Tôn đang nói chuyện của tộc Thích Ca. Mục đích của ngài có lẽ muốn dùng chính bản thân của mình để bảo vệ thân tộc yêu quý nhất của mình. Như vậy chúng ta cứ xông qua đi. Thế Tôn là một vị thánh nhân mà tất cả mọi người tôn kính. Làm tổn hại đến ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mọi người trách móc. Rút lui! Rút lui! Nhưng mà vua Lưu Ly không vì chuyện này mà nản lòng. Vua Lưu Ly đã chọn một ngày khác. Lần này đặc biệt khi trời chưa sáng đã đưa quân ra ngoài. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy Thế Tôn nhất định sẽ không kịp ngăn cản. Vua Lưu Ly lại chọn một ngày khác. Lần này khi trời chưa sáng thì đã xuất phát. Ông ta nghĩ cho dù Thế Tôn có lợi hại thì chắc cũng không có cách gì để ngăn cản. Hả? Rút lui! Được, lần này đi đường xa, đi từ miền núi phía bắc. Thế Tôn đã bị bệnh, con đường hiểm hóc như vậy, ông ta nhất định sẽ không mò lên được đâu. Ngừng tay! Hả? Lại nữa rồi. Thế Tôn đã già rồi, tộc Thích Ca đối với con mà nói cũng là một thân tộc quan trọng, sao con có thể làm như vậy? À, Tự La Mạn là ông ngoại của con, còn thống lãnh quân đi giết bọn họ, đây không phải là quá đáng sao Hoàng Nhi? Mẹ à, con... Hoàng tử, xin tha thứ cho thuộc hạ nói thêm một lần nữa. Tộc Thích Ca là một nước lân cận và là bạn hữu của chúng ta. Nếu chúng ta giết họ,
sẽ không có quốc gia nào đứng về phía chúng ta nữa. Láng giềng tốt hả? Mau rửa sạch đi, đã bị đứa bé của người đàn bà nô lệ đó làm dơ bẩn hết rồi. Đứa con của người đàn bà nô lệ, đứa con của người đàn bà nô lệ. Đâu là những người bằng hữu? Đó cũng gọi là thân tộc hay sao? Ông ta là ông ngoại con đó hay sao? Giết sạch tất cả cũng không bớt nổi giận đây. Những tên khốn kiếp của tộc Thích Ca, giết hết cho ta. Hả? Cái này thật là quá đáng. Cấm miệng. Nếu như ngươi còn nhắc tới việc này nữa, cho dù là tướng quân, mẫu hậu, ta cũng sẽ không nương tình đâu. Ta sẽ giết sạch, hiểu chưa? Nghe rõ hay không? Hả? Quả nhiên là có chuyện này. Ờ, vậy, vậy tới đây là đủ rồi. Hoàng tử, xin hãy buông tay. Tấn công! Quốc vương! Tấn công! Đáng lẽ ta không nên đưa hắn lên làm quốc vương. Bây giờ tất cả mọi việc đã muộn rồi. Tấn công! Thế Tôn, ngài không bị thương chứ? À, mau đóng cửa thành lại, mau lên đi, mau lên đi! Đoàn quân của Yululi đã tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ, bỏ chạy khắp nơi. Việc lần trước là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi ngài. Coi như là nể mặt của tôi tha cho họ đi. Đủ rồi, đủ rồi. Nói như thế nào cũng đã muộn rồi. Nói vậy là ngài không bỏ qua hay sao? Ta sẽ giết sạch hết các ngươi. Hay là như vậy, tôi sẽ nhảy xuống hồ. Trong khoảng thời gian tôi chưa có bị nổi lên, xin tạm ngừng tấn công, để người ở trong thành chạy ra ngoài. Giang xin ngài có được không? Giang xin ngài. Nhiều nhất đi nữa cũng chỉ vài phút mà thôi, ông sẽ lập tức bị nổi lên ngay. Được, ta hứa với ngươi, cứ theo cách ngươi làm đi. Đa tạ ngài. Thank you.
Kỳ lạ thật, sao lâu quá vậy? Hai xuống coi thử xem sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ, chỉ để thân thể không nổi lên trên. Ông ta đã quấn tóc của mình vào một cục đá, như vậy không thể nổi lên nữa. À, ông ta muốn dùng sinh mạng để đổi một cơ hội thoát thân cho nhiều người khác. Ông ta thật là một ông già, một người già thật lại có dũng khí. Hả? À, ta bị gạt rồi. Giết! Yeah! Một người cũng không chưa. Tất cả nhà cửa ở Ca Tỳ La Vệ Thành đều đã bị lửa đốt sạch hết. Mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều đã bị giết sạch. Năm xưa đã sinh ra Thế Tôn, một bộ tộc Thích Ca đã được xưng là huyết thống cao quý nhất ở Ấn Độ, từ đó đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca chỉ vì quá câu nệ huyết thống đã đắc tội với vua Lưu Ly, đã gánh lấy thảm họa diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà mang hận, phạm cái tội tày trời. Trước mặt của Phật Quang, mọi người đúng ra không nên phân biệt cao thấp. Chỉ là mọi người cứ cố chấp về huyết thống, cứ cố chấp lấy thân phận, tiếp tục những tranh chấp tàn nhẫn như vậy tới khi nào? A Nan, ta muốn đi du hành. Hả? Việc này quá miễn cưỡng. Đó là bởi vì thế nhân đã như vậy, ta lại càng nên truyền bá cái đạo cứu người, phải tận hết cái hơi thở cuối cùng. Ta nhất định phải tiếp tục thuyết pháp. Thế Tôn, phẫn nộ tới mất cả lý trí, dù Lưu Ly đã tận diệt chính thân tộc của mình, nhưng mà cuối cùng cũng không được thịnh chung. Nghe nói dù Lưu Ly và quân đội của ông ta đã bị trận đại hồng thủy cuốn đi mất. Một câu bộ La Quốc, quốc tế hưng thịnh, sau đó cũng bước theo vết bụi của tộc Thích Ca, đã biến mất trong lịch sử. Cách đây khoảng 2.500 năm về trước, tại Ấn Độ, có một nước rất hùng mạnh tên Ma Kiệt Đà. Vị quốc vương của nước này tên là Tần Bà Sa La, thủ đô là thành Vương Xá. Vị vua này có lòng tín ngưỡng sâu sắc, là một đệ tử trung thành của Đức Thế Tôn. Chính vị quốc vương này đã xây lên tịnh xá Trúc Lâm để cúng dường Đức Phật và các đệ tử của ngài. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tại núi Linh Thiếu, vua Tần Bà Sa La cũng thường đến nghe. Câu chuyện Phật Điển, nỗi bi kịch của thành Dương Xá và nhân duyên Đức Phật thuyết Quang Vô Lượng Thọ Kinh. Đến đây chậm dứt. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Di Đề Hy hạ sinh một thái tử và đặt tên là Thiện Kiến. Vị thái tử này đã lớn lên trong sự nuôi nấng yêu thương của vua cha và mẫu hậu. Thái tử kiếm pháp tuyệt lắm. Chắc con mệt mỏi lắm rồi. Dạ không, con chưa mệt lắm đâu. Có tương lai lắm đó. Con đừng luyện kiếm nữa, mẹ lo lắng lắm. Mẹ không thể xem tiếp nữa. Đủ rồi, qua bên này đi. Qua đây đi con. Hoàng hậu cứ nuông chiều xem thái tử như trẻ con vậy.
thái tử đã trưởng thành rồi, bây giờ đã là một thanh niên rồi. Ta nói có đúng không? Ông Quốc Dương nói rất đúng mà. Võ nghệ và học vấn của thái tử đều có bước tiến dài, trở thành người thừa kế là điều không thể chê vào đâu được, thưa Quốc Dương. Lúc này có một người đàn ông chú ý đến thái tử. Hắn vừa là em họ, vừa là đệ tử của Thế Tôn, tên là Đề Bà Đạt Đạt. Thời cơ đã đến, cuối cùng giờ phút để ta há được tâm nguyện đã đến rồi. Đã từ lâu, Đề Bà Đạt Đa nuôi ý chí muốn thay thế Thế Tôn. Ông ta lập kế cho thái tử chiếm đoạt dương vị và chiếm đoạt đệ tử của Đức Phật. Không thể nào. Có thể lắm. Không thể có chuyện này được đâu. Cha ta đã rất chu đáo, từng ly từng tí nuôi nấng ta đến lúc trưởng thành, sau này còn muốn nhường ngôi cho ta nữa đó. Đó chỉ là bề ngoài thôi. Thật ra trong lòng ông ta rất ghét thái tử, sợ thái tử, thậm chí còn muốn giết thái tử nữa kìa. Ta không tin đâu, chuyện này là không có thật. Ngón út của thái tử chính là bằng chứng. Bây giờ tôi sẽ nói cho thái tử biết về sự việc và nguyên nhân đứt mũi tài cung của thái tử. Đề Bà Đạt Đà đã nói câu chuyện thế này với thái tử. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Di Đề Hy kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Do vậy, Quốc Dương đã tìm đến sự chiêm đoán. Vị này nói với vua cha rằng: trong núi sâu có một vị tiên nhân, sau khi tiên nhân chết sẽ đầu thai thành thái tử. Thế là Quốc Dương ra lệnh cho vị tiên nhân này phải tự sát. Nhưng tiên nhân đã cư tuyệt. Quốc Dương với lòng nôn nóng đã ra lệnh giết chết tiên nhân. Trước khi chết, ông ta đã nguyền rủa: kiếp sau sẽ đầu thai trở lại để trả mối thù này. Không lâu hoàng hậu mang thai, Quốc Dương sợ đứa con chào đời sẽ giết chết mình, đã buộc hoàng hậu mang đứa bé này ném từ trên tháp cao xuống cho chết. Nhưng câu chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Đứa bé chỉ bị đứt ngón tay út, còn toàn thân đều không bị thương tích. Khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, Quốc Dương đã hồi tâm, quyết định sửa chữa lỗi lầm và nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành. Chỉ có thái tử là không biết chuyện này mà thôi. Mọi người trong kinh thành này đều gọi ngài là A Xà Thế. A Xà Thế? Ý nghĩa là người ôm hận trước lúc chào đời. Thái tử hãy suy nghĩ lại đi. Hay là thái tử cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi, chiếc ngai vàng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào tay thái tử đâu. Không những là vậy, mà sẽ có một ngày Quốc Dương sẽ thay đổi ý định và sẽ giết chết thái tử. Ta phải ra tay trước mới được. Trước tiên ta phải giết chết phụ hoàng thôi. Không sai. Kể từ nay trở đi, ta phải làm cho cái tên gọi A Xà Thế mà mọi người đã gọi cho ta. Trước khi chào đời, ta đã oán hận phụ vương. Ngay từ ngày hôm nay, ta sẽ ra tay thực hiện. Thái tử rất là quyết tâm, rất tốt. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thái tử đồ giết chết quốc vương à. Chúng thần cũng khuyên can hết sức rồi, nhưng mà thái tử thái tử hãy dừng tay. Mẹ đừng qua đây. Nếu mẹ qua đây ngăn cản thì ngay cả mẹ con cũng không tha thứ đâu. Quốc vương, tại sao con mình lại ăn nói như vậy? Đừng sợ. Thái tử, bây giờ ta nhường ngôi vua lại cho con, như vậy con đã hài lòng chưa? Con hãy nói cho ta biết đi. Thì ra là vậy. Ông định giải quyết nguy cơ trước mắt, rồi sau đó mới thừa cơ phản kích phải không? Không phải đâu. Không thể được. Tôi không mắc bẫy của ông đâu. Đề Bà Tôn Giả đã nói cho tôi biết rồi. Ngày xưa phụ vương muốn giết tôi kia mà, đúng không? Con đã biết chuyện này rồi à? Không còn cách nào khác.
Đó là kiếp báo phải trả. Con cứ trả thù ta đi. Lính đâu? Hãy dẫn người đàn ông này vào lao, không cho ai vào thăm hỏi và không cho ăn uống gì cả. Trước khi hắn mất mạng, các ngươi phải canh phòng cho nghiêm ngặt, có biết không vậy? Xin tuân lệnh. Người cứ chém ta một nhát cho xong, hà tất phải hành hạ ta như vậy? Và thế là A Xà Thế đã tống giam vua Tần Bà Sa La và tự mình lên ngôi vua lấy tên là A Xà Thế và thống trị đất nước Ma Kiệt Đà. Đề Bà Đạt Đa, đây là do công lao của ngươi đó. Không, đây là sức mạnh của thái tử mà. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Ngươi hãy nói ra tất cả những gì mà ngươi muốn. Vậy thì hãy cho phép tôi làm nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo hả? Đúng vậy, ta có thể thuyết pháp nhận đệ tử, tập hợp sức mạnh và sẽ có một ngày đệ tử của Thích Ca sẽ bị ta thu phục. Đến lúc đó ta sẽ thay thế hắn, truyền bá rộng rãi giáo pháp của ta khắp Ấn Độ. Đây là nguyện vọng của ta. Nhưng mà chuyện này quá... Quốc vương đã đạt được tâm nguyện rồi, lần này thì phải đánh lượt của ta chứ. Đề Bà Đạt Đa được sự bố thí trọng hậu của vua A Xà Thế nên vô cùng đắc chí vì đạt được tâm nguyện của mình. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy rất lo lắng cho sự an nguy của quốc vương. Bà đã trộn lẫn sữa bò với mật ong bôi lên thân mình, rồi dùng các chất dinh dưỡng đổ vào những hạt chuỗi ngọc, mỗi ngày lén đem đến cho đức vua ăn. Nhận được thức ăn của hoàng hậu, đức vua đã hồi phục được sức lực. Từ trong cửa sổ nhà lao, Đức Vua nhìn thẳng về hướng núi Linh Thú, một lòng hướng về Đức Thế Tôn. Nhờ âm thanh của Đức Phật động viên ý chí nhà vua để ngài có thể sống qua những chuỗi ngày đau khổ. Một hôm, sau 3 tuần, Tần Bà Sa La bị nhốt vào lao. Thế nào, cha của ta vẫn còn sống chứ? Dạ còn, dạ ngài lại còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Tại vì hoàng hậu đã lén đem thức ăn vào cho đức vua ăn rồi, thưa ngài. Cái gì? Thêm vào đó, từ cánh cửa sổ trong đó có thể nghe được tiếng của Đức Thế Tôn từ núi Linh Thú, khiến ngài ký thác tâm linh vào đó để sống. Chúng hạ thần không còn cách nào khác. Người tránh ra. Hả? Là mẫu hậu sao? Nếu như mẫu hậu đứng về phía kẻ thù thì con cũng xem mẫu hậu như là kẻ địch vậy.
Hãy suy nghĩ lại đi. Trời ơi, không được đâu mà. Xưa nay có không ít vị quốc vương giết hại cha mình, nhưng chưa có vị quốc vương nào giết mẹ mình cả. Đây là luân lý cơ bản của kẻ làm quốc vương mà. Lần này cho dù có mất mạng, thần cũng phải can ngăn cho bà được. Triệu bà, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nguyệt Quang Đại Thần nói đúng đó. Tại sao lại như vậy chứ? Sao tất cả các ngươi đều phản đối ta hả? Xin quốc vương hãy suy nghĩ kỹ lại. Bất kỳ thế nào, xin quốc vương cũng đừng ra tay với mẹ ruột của mình. Không chỉ riêng Nguyệt Quang Đại Thần, mà ngay cả Kỳ Bà là một danh y có tiếng, được A Xà Thế tin cậy nhất, cũng cương quyết phản đối. Do đó A Xà Thế không thể ra tay. Vậy là A Xà Thế nhốt mẹ mình vào trong cung điện, không cho ra ngoài nửa bước, và cho người canh phòng cẩn thận. Ngoài ra A Xà Thế lại ra lệnh cho người bít kín cửa sổ trong nhà lao, và cho người chém đứt đôi chân của vua Tần Bà Sa La, để đức vua không thể nào đứng lên được nữa. Bây giờ không những không mang được thức ăn cho quốc vương, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không được an toàn. Bạch Đức Thế Tôn, lúc trước ngài thực cho A Nan đến thăm hỏi con, nay con đau khổ quá, chỉ mong nhờ thần lực của Đức Phật xin cho con một kiện liên, và tôn giả A Nan đến thuyết pháp cho con nghe, làm ơn. Đã đến đây rồi, con trước đã làm điều việc sai trái mà sinh ra đứa con ngỗ nghịch với A Xà như vậy chứ. Con bấy lâu vẫn thật lòng chăm sóc và yêu thương nó, tại sao hôm nay nó lại muốn trả thù đối với cha của mình, và còn muốn hại con và quốc vương nữa? Thật là đáng sợ. Con không biết mình đã làm gì sai trái. Không, nó không phải là con của con, và con cũng không muốn có thằng con ngỗ nghịch đó nữa. Tất cả chỉ vì Đề Bà Đạt Đa xúi dục nó. Bạch Đức Thế Tôn, giữa ngài và Đề Bà Đạt Đa đó có mối nhân duyên thế nào mà sinh làm quyến thuộc với nhau vậy chứ? Trời ơi, trước mắt con đều là người ác, thế giới này đã tràn đầy thống khổ và phiền não. Con mong rằng Thế Tôn có thể nói cho con biết nơi nào không có ưu sầu. Kiếp trước của con đã không hề làm qua việc ác, nhưng mà tại sao lại gặp chuyện ác như vậy chứ? Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh đầy dẫy, không được thiện báo, mong rằng sau này con sẽ không nghe tiếng ác, không thấy người gian. Giáng sinh Thế Tôn, hãy chỉ cho con một nơi thanh tịnh. Thế Tôn nghe được những lời cầu xin thanh tịnh bi ai của Di Đề Hy, đã phát ra ánh sáng tỏa hào quang chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Sau đó phản chiếu đỉnh Phật biến thành kim đài dẫn lên núi cao, thập phương chư Phật tụ về quốc thổ đều cùng xuất hiện uy nghiêm đáng kính. Thật là đẹp, đều là những quốc thổ thanh tịnh quang minh. Tây phương tịnh thổ, Thế Tôn, kiếp này con rất là vui mừng được thấy cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thế Tôn uy nghiêm dạy con suy nghĩ, chỉ con chấp nhận, xin Thế Tôn nói cho con biết làm sao đạt thành tâm nguyện của mình. Tới lúc này Thế Tôn nở một nụ cười, trong miệng lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng này xuyên qua nhà giam, rơi rớt trên đỉnh đầu của Tần Bà Sa La. Nhờ vậy, tâm nhãn của Tần Bà Sa La đã không còn chướng ngại, đã nhìn thấy được hình dáng của Thế Tôn. Tần Bà Sa La rất đổi vui mừng, đã hướng đầu đảnh lễ với Thế Tôn, giải trừ u mê, tự nhiên sẽ tiến bộ, chứng A La Hàm quả.
cảm ơn ngài. Thế Tôn, cảm ơn ngài. Được rồi, Di Hy Đề. Dạ. A Di Đà Phật đang ở một nơi không xa đây lắm, con có biết không? Chỉ cần có một lòng tưởng niệm tới Tây Phương Tịnh Thổ, tự nhiên sẽ được nhìn thấy A Di Đà Phật. Bây giờ ta sẽ nói cho con biết những cách để đi vào Tịnh Thổ. Ta cũng hy vọng như vậy có thể khiến cho một số phàm phu ở vị lai có thể chuyển sanh tới thế giới Tây Phương thanh cao đó. Những người hy vọng muốn tới được cực lạc tịnh thổ của A Di Đà Phật cần phải nhớ kỹ ba phước dưới đây. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư phụ, từ tâm bất sát, câu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là hai, thâu thập tam quy, tôn trọng trung giới, bất phạm quy nghĩa. Ba là phát lòng bồ đề, tin vào hậu quả, siêng năng học hành, cần tiến hành giả. Ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Thế Tôn, với Phật lực của ngài đã khiến con nhìn thấy tịnh thổ của A Di Đà Phật. Những người ở hậu thế trọng ác bất thiện sẽ phải bị ngũ khổ, làm sao có thể nhìn thấy thế giới cực lạc của A Di Đà Phật? Tất cả chúng sanh nếu muốn thấy được pháp này, hãy quay mặt về hướng Tây, về hướng mặt trời lặn, giữ tâm kiên trì, nhất tâm tán tụng ánh sáng. Khi mặt trời mọc, hãy mở mắt và nhắm mắt thì tất cả sẽ được rõ ràng. Tán tụng ánh sáng gọi là sơ quang. Sơ quang thành tựu, kế đến là thủy tượng. Muốn thấy Tây Phương khắp nơi đều là nước biển, nhìn nước trong xanh lại nghĩ tới băng. Thấy bằng trong suốt, nghĩ tới lưu ly. Nghĩ được thành tựu thì có thể nhìn thấy thế giới cực lạc. Lưu ly đó trong ngoài đều là những quang cảnh rực rỡ. Đây là thủy tưởng, gọi là nhị quan. Nhắm mắt mở mắt, không hề tiêu tan. Người nghĩ như vậy là vì đất mà nghĩ, gọi là tam quan. Nghĩ về đất đã thành, thứ quan thất trọng, thất tạo thành tựu. Vì cây mà nghĩ, gọi là tứ quan. Nghĩ về cây đã thành tựu, kế đến là thất bảo. Những đóa hoa sen nổi ở tám mặt hồ ở tịnh thổ là vì tám công đức thủy tưởng, gọi là ngũ quan. Trong thế giới bảo vật quốc thổ đó có 500 ức bảo lầu. Trong những gác lầu đó, vô số chư thiên làm ra những thiên lạc, lại có nhạc khí réo rắt khắp phương, như chuông thiên bảo không đánh mà kêu. Những người này nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, gọi là khổng quan tưởng, là đề lục quan. Gặp được những người này sẽ tiêu trừ được cái nghiệp ác sâu nặng vô lượng đó. Sau khi mạng tuyệt, nhất định chuyển sanh tới thế giới cực lạc. A Nan, Di Đề Hi, hãy phân biệt, thuyết giải những phương pháp để diệt trừ khổ não. Tới lúc cần thiết, hãy thuyết giảng những phương pháp khác nhau cho chúng sanh. Cơ hồ như để hưởng ứng lại lời nói của Thế Tôn, trên không đột nhiên xuất hiện hình dáng của A Di Đà Phật. A Di Đà Như Lai cùng hai vị đạo sĩ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đã phát ra những ánh sáng sáng lạng soi rọi khắp cả bầu trời. Thế Tôn, A Di Đà Phật. Thế Tôn, hôm nay con đã nhờ Phật lực có thể nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh đời sau làm thế nào để nhìn thấy được vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát? Di Đề Hi, người muốn nhìn thấy Phật
thì hãy tưởng niệm tới thất bảo ở đất đó, liên tưởng tới hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen sanh ra một bảo vật mới. Đây là hoa tọa tưởng, gọi là thất quan. Phật là vượt qua khỏi hình tướng. Khi mọi người nghĩ tới Phật, thì Phật sẽ hiện trong lòng mọi người. A Nan. Dạ. A Di Đà Phật, thân là vô lượng thọ Phật, như trăm ngàn vạn ức ngày đêm tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Phật, thân cao 60 vạn ức, là do các hằng hà đã tạo thành. Ở giữa hai hàng mi, ngũ quan ngay thẳng như là đỉnh núi Tu Di. Mắt Phật như là bốn biển lớn, thanh bạch phân minh. Lỗ chân lông trên người Phật đã phát ra ánh sáng như núi Tu Di. Ánh mắt của Phật giống như trăm ức ba ngàn đại thiên thế giới. Trong ánh mắt đó lại có hằng hà hạt cát từ bách vạn ức đã hóa thành Phật. Nhất nhất hóa Phật, có rất nhiều vô số Bồ Tát để làm kẻ hậu. Vô lượng thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng. Trong mỗi tùy hình đều có tám vạn bốn ngàn ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng phản chiếu thập phương thế giới. Chúng sanh niệm Phật không nỡ dứt bỏ. Không biết từ lúc nào, những cung nữ đã đứng ở ngoài cửa để lắng nghe lời giảng dạy. Thế Tôn là giảng thuyết tới cửu phẩm của tịnh thổ và cũng là chín tầng giai cấp. Trước tiên là thượng phẩm. Thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba hạng người này đều tin vào Phật giáo và khẩn cầu được chuyển sanh tới tịnh thổ. Tiếp đến là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Đây là những người tôn trọng giới luật, hy vọng được chuyển sanh tới tịnh thổ. Xuống nữa là trung phẩm hạ sanh, đây là những người đang làm việc thiện ở thế gian. Cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh, đây là những người chuyên làm những việc ác nghiệp, không biết xấu hổ. Thế Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh ở đây, những người hạ phẩm hạ sanh tịnh thổ cũng sẽ vì họ mà mở rộng cánh cửa. Những người ở hạ phẩm hạ sanh trước khi lâm chung có thể sẽ chịu nhiều đau khổ, không thể niệm Phật vì đã được ứng cáo. Nếu như không thể niệm được Phật pháp thì có thể xin vô lượng thọ Phật. Nếu mà có tâm này sẽ khiến âm thanh bất tuyệt làm tròn thập niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ niệm trong lòng thì sẽ giải trừ cái nạn kiếp sanh tử 80 ức. Sau khi mệnh chung sẽ thấy hoa sen vàng đã có người ở trước. Nếu như được ý niệm này thì sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ở trong hoa sen, khi đủ 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở. Thế Tôn nói tới đây, Di Đề Hy trong lòng vui mừng, không còn than thở, đột nhiên giác ngộ. 500 thị nữ đã phát ra A Đà La Tam Bồ Đề Tâm, mong vãng sanh tịnh thổ. Ghi nhớ lời của Thế Tôn đều được vãng sanh. Thế Tôn, thuyết pháp này quá quý giá đi. A Nan, thuyết pháp ta nói khi nãy, cái điểm cao quý nhất là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có thể từ trong tội ác lâu dài tìm được giải thoát. Những người bên trong thường hay niệm không phải chỉ trên lời nói. Nếu như lúc này có người niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, vậy người đó chính là tôn giả trân quý mà hoa sen trắng đã tán tưởng. A Nan, đoạn pháp này ông phải ghi nhớ ở trong lòng để vì đại chúng mà thuyết cái pháp này.
và còn phải nên tin tưởng vào đại lượng của Vô Lượng Thọ Phật, niệm lên Phật hiệu. Con nhất định chiếu theo lời Ngài căn dặn mà đi làm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lúc này Đề Bà Đạt Đa đã dẫn theo rất nhiều đệ tử mới đang dương dương tự đắc trở về thành Dương Xá. Mẹ Quốc Dương à, tiếng hát này là giọng nói của phụ nữ. Mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu hậu, mẫu hậu, chuyện này là sao? Quá thật không xem ta ra cái gì cả. Câm miệng, còn không mau câm miệng lại cho ta hả? Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy và các thị nữ với một lòng chắp tay niệm Phật. Cách đây khoảng 2.500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, Thái tử A Xà Thế vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa nên đã nhốt vua cha vào ngục để xoán ngôi và cấm cả hoàng hậu không cho đem thức ăn giam giữ trong phòng. Nhưng hoàng hậu nhờ nghe được tiếng pháp của Phật, nội tâm đã được giải cứu. Các cung nữ cũng đều một lòng chắp tay niệm Phật. Lúc này vua A Xà Thế mới hiểu rằng dù có hành hạ mẹ mình đi nữa cũng là điều vô ích thôi. Câu chuyện Phật điển vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến Tịnh Xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tới rồi. Ta biết rồi. Ta biết là hắn đang muốn khoe khoang sức mạnh với ta. Này Thế Tôn à, lâu lắm không gặp ngài. Mấy lần đi khất thực trên đường tôi có nhìn thấy ngài, nhưng mà ngài thì cứ lẩn tránh. Xin hỏi đó là lý do gì? Chẳng lẽ là ngài sợ ta đến vậy hay sao? Đương nhiên là không phải ta sợ rồi. Ta chỉ muốn tránh luận bàn vô ích mà thôi. Luận bàn vô ích à? Các ông được sự cúng dường trọng hậu của vua A Xà Thế nên trong lòng ngạo mạn đã mất đi tâm thanh tịnh cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, dù có nói chuyện thì cũng vô dụng thôi. Thật là tức cười à. Được người đời cúng dường để duy trì mạng sống, có sức lực thì có gì mà không đúng chứ. Có sức lực rồi mới tu hành được tiên triển. Nếu không có sức khỏe thì làm sao ta giúp dân chúng, làm sao phát triển được giáo pháp? Thế Tôn à, giáo pháp cao quý của ngài sẽ bị thu hẹp và chấm dứt tại đây. Thế Tôn à, nay ngài đã già rồi, ta thấy ngài nên chọn một nơi nào tịch mịch để mà đi dưỡng già rồi vừa rồi. Hả? Hả? Ta thấy là chẳng có bao lâu nữa đâu, chính ta sẽ thay ngài mà thuyết pháp truyền đạo. Hả? Hả? Hắn làm sao có thể thay thế Thế Tôn được chứ? Này Đề Bà Đạt Đa, hiện giờ ngài Dư Xá Lệ Phất và Bục Kiền Liên còn không thể thay thế ta được,
không biết chừng nào mới đến lượt ông đây. Ông kiêu ngạo ức hiếp người khác, ta ngay cả một đệ tử cũng không yên tâm để giao phó cho ông. Hãy mau đi đi. Đề Bà Đạt Đa bị Thế Tôn quở trách, từ đó trong lòng ôm hận. Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm làm một việc đáng sợ. Ta phải giết chết Thế Tôn. Quốc Vương à, xin ngài hãy cho ta mượn những binh sĩ có bản lĩnh nhất. Quốc Vương đã nghe ta nhốt vua cha lại để chiếm đoạt vương vị, cho nên xin ngài đừng có quên chuyện này nữa. Ta đương nhiên nhớ rồi, ngươi hãy làm theo ý của mình đi. Người đi trước, lập công lớn rồi quay về đây. Dạ. Nếu hắn có về thì giết hắn. Dạ. Lại đây. Nếu bọn chúng trở về thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Nếu như mà bọn chúng trở về, ta sẽ kêu quốc vương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai biết được chuyện này. Anh bạn, ta đang đợi anh đến đó. Xin hãy tha lỗi cho con, lúc nãy con không biết ngài, con thật có lỗi. Xin hãy tha lỗi cho con, xin hãy tha lỗi cho con. Tha lỗi cho con không biết. Hả? Anh thật sự có lỗi, nhưng mà biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Ta sẽ cứu tương lai cho anh. Ta đợi các anh ở đây đã lâu lắm rồi. Những anh bạn đang đứng ở kia, hãy ra đây hết đi. Đừng sợ gì cả. Khi nghe tiếng nói từ bi của Đức Phật, binh lính ai nấy đều sám hối xin tội và trở thành những đệ tử trung thành nhất của ngài. Lúc này trong cung điện của hoàng hậu, đứa con của A Xà Thế mới sinh vì vết thương giấy mũ sưng đau khóc lóc không ngừng. Vua A Xà Thế đã bọc con, dùng chính miệng mình hút mũ từ đầu ngón tay của con mình ra. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy vẫn thường theo dõi, nhìn thấy tình cảnh này. Mình đã nghĩ ra rồi. Mẹ, thì ra mẹ đã ở đó hả? Mẹ nhớ ra rồi. Mẹ nhớ chuyện gì? Lúc con bằng dần tuổi này, do ngón tay giấy mũ sưng lên bị đau, con đã khóc lóc không ngừng. Và cha của con cũng giống như con lúc này vậy. Người đã ẵm con lên và dùng chính miệng của mình để hút mũ ra. Chỉ có một điều khác với con bây giờ là cha con biết nếu con thấy máu sẽ sợ, cho nên đã không nhổ máu và mũ ra mà nuốt luôn vào trong bụng. Hả? Cái gì? Nếu bây giờ con thương yêu con của con như vậy, mẹ tin chắc rằng con bây giờ đã hiểu được tâm tình của cha con rồi. Cha con thương yêu con như vậy, đã nuôi nấng và dạy dỗ con tới khôn lớn. Phụ Dương.
Phụ Dương. Người đâu? Người đâu? Hãy mau thả cha ta ra. Bất kỳ ai cứu được Phụ Dương của ta, ta sẽ cho người đó một nửa lãnh thổ. Đi mau lên, nhanh lên đi. Hả? Nhưng khi quân lính đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy xác nhà vua nằm im bất động. Quá trễ rồi, mình phải nhân lúc vua cha còn sống mà phải thả ra mới được chứ. Cha của con đã nghe được lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, có lẽ người đã được sanh về Tây Phương. Thưa Quốc Dương à, hãy mau ra ngoài đi. Quốc Dương hà tất phải đau lòng làm gì? Nếu Phụ Dương ngài còn sống á, thì ông ta sẽ trở thành nỗi lo về ngôi vị của ngài. Chỉ có làm như vậy thì ngôi vua của ngài mới được vững chắc. Ngược lại, chuyện mà tôi lo lắng còn chưa giải quyết được. Các binh lính chúng ta phái đi thì đã thất bại cả rồi. Lần này á, phải cho tôi mượn các binh sĩ tài giỏi hơn nữa. Ngài có nghe thấy gì không hả Quốc Dương? Ngươi hãy mau cút ra. Cái gì? Tất cả đều do ngươi, mà ta đã làm một việc đại tội, không thể tha thứ được. Tất cả đều là tội lỗi của ngươi, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa. Quốc Dương lại nói vậy với tôi sao? Hả? Quốc Dương đã quên ơn tôi đối với ngài rồi à? Câm miệng đi. Ngươi hãy nghe đây, từ nay trở đi, ta sẽ chấm dứt việc cúng dường và không cho ngươi bước vào cung điện nữa. Ngài không thể thiếu tôi được đâu. Im miệng. Bây giờ hãy đi ngay. Cút ngay. Được, ta không cần sự giúp sức của ngài nữa. Ta sẽ tự mình hoàn thành mọi việc. Và thế là Đề Bà Đạt Đa dẫn các đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, vua A Xà Thế bị lương tâm dày dò. Kể từ ngày đó trở đi, khắp thân hình của ngài nổi lên các bú ác tính, chảy ra máu và có mùi hôi tanh. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám đến gần cả. Chỉ có mẹ Quốc Dương ở bên cạnh chăm sóc. Các đại thần bất đắc dĩ đứng cách xa A Xà Thế mà động viên đức vua. Tâu Quốc Dương, ngài cảm thấy như thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng mà. Ta sẽ xuống địa ngục. Cho dù đại phu có giỏi cách mấy cũng không thể trị được bệnh cho ta đâu. Ta sắp chết rồi. Thưa Quốc Dương, sao ngài lại nói như vậy chứ? Tại sao ngài lại dốc đến cái chết như vậy? Địa ngục chỉ là do con người tưởng tượng ra thôi. Thật ra không có một ai chính mắt thấy hết. Khanh nói cũng phải mà. Thưa Quốc Dương, thần biết có một vị tu hành có sức thần thông, thần muốn mời vị ấy đến xem mạch cho ngài. Ngài thấy như thế nào? Chúng ta đều biết rằng Quốc Dương là người có quyền hành. Ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết cha cũng không có tội. Đây là quyền mà từ xưa đến nay các quốc vương đều có mà. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài. Có lẽ ông ta sẽ có biện pháp chăng? Địa trong địa ngục có nghĩa là sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như hợp lại, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài. Quốc vương nên cảm thấy an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài. Ngài nhất định sẽ được khỏi bệnh. Nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa vời các vị tu hành khác. Cái chết của Quốc Dương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đối một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các khanh nói như vậy, ta cảm thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Vậy thì hãy mời vị tu hành tên là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài.
Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Và người thứ bảy tới thăm đó là y sư Triệu Bà. Triệu Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương à, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan, ngài có biết không? Ta đã hết cứu chữa rồi. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được sao? Đúng vậy. Thế Tôn mà, ngài cũng đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người. Một là sám, cái còn lại là hối. Sám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ có lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành người vẹn toàn được. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ rộng mở. Những lời Khanh nói khi nãy là những lời mà Đấng Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thều thào nói, bất cứ danh y tu hành nào cũng không thể trị lành bệnh cho ngài. Nhưng mà theo thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành bệnh cho ngài. Cho nên, Quốc Dương à, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà, ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để đem đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy xấu hổ quá. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của Triều Bà đi. Ngươi là ai? Phụ thân của Quốc Dương. Ngài đang ở đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Quốc Dương, Quốc Dương, ngài hãy trấn tĩnh lại Quốc Dương à. Hãy trấn tĩnh lại, Quốc Dương, Quốc Dương, hãy trấn tĩnh lại Quốc Dương à. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế. Trước lúc đó, ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị Quốc Dương đó, ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắt thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Ta đã thế nào? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Quốc Dương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục, ngài đừng lo lắng nữa. Nhưng mà Khanh có biết ánh sáng đó từ đâu bay tới không? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của Quốc Dương đã hồi phục.
thì ra là vậy. Tất cả hãy nghe đây, khi nào trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triều Bà, Khanh cũng qua đây. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân ông có tội, phụ hoàng ông có tội, nhưng mà phụ hoàng ông đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lọt vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ông đã sám hối bừng tỉnh trở lại. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để cứu được thân xác của vua A Xà Thế. Lần này giải cứu cả tâm hồn của quốc vương. Đề Bà Đạt Đa, đại sư quốc vương đã bỏ rơi chúng ta rồi, hướng về Thế Tôn. Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta biết làm sao đây? Yên tâm đi, quốc vương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không vậy? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Sao lại như vậy chứ? Chạy đi. Không cần phải sợ hãi. Trời đừng có thô bạo, đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình. Hả? Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Đây, các người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao? Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Nghe nói vậy, con phải làm sao đây hả? Sư phụ à, chúng ta địch không lại bọn họ. Bây giờ phải làm sao đây? Thật là đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt da nát tan. Sự việc này à, hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người nứt mắt mà nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định người phải chết. Tảng đá sắp rớt rồi, mau núp đi. Thế Tôn, hãy cẩn thận đi. Hãy cẩn thận nghe. Các ông cứ yên tâm đi. Thế Tôn, chân của ngài. Triều Bà. Dạ.
Sao rồi Thế Tôn, có đau lắm không? Không, dù làm bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đề bà đặt đó, các ngươi đã nhìn thấy rõ rồi chưa hả? Sao lại như vậy? Các người thấy đó, chân của Thế Tôn bị hòn đá rơi xuống chảy máu rồi kìa. Cho dù hắn là người như thế nào đi nữa thì cũng không cần phải sợ hắn như vậy. Hãy nghe theo lời của ta. Ngươi dừng tay. Thưa Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Này quốc vương, hãy mau cất kiếm vào đi. Bất kỳ oán hận và hành vi ác nào cũng không thể làm tổn hại được ta. Đề bà Đạt Đa, ông đích thực đã làm việc ác, nhưng mà ông càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người nữa. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu. Chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ông rồi. Các ông đều không được ra tay, có biết không? Hả? Hả? Đúng là một con người vĩ đại biết bao. Đây mới chính là thực sự sư phụ của chúng ta đó. Đi thôi, đi thôi. Sư phụ à, sư phụ, con xin bái ngài làm sư phụ. Các người muốn đi đâu vậy? Đứng lại, đứng lại. Sư phụ, sư phụ à, sư phụ. Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Như vậy là đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy. Ta không thể thua như vậy. Các người hãy chờ mà coi. Hãy chờ mà coi. Đề Bà Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn vua Asathế cũng giống như Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Kinh văn, đó là một cuốn sách dùng những lời giáo huấn của Thế Tôn viết thành văn tự. Trước tiên là được viết thành tiếng Ấn Độ, bởi vì sự giáo đạo của Thế Tôn đã từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, cho nên đã được dịch thành tiếng Trung Hoa. Kinh văn mà bây giờ chúng ta đang nghe, đại đa số là từ Trung Quốc truyền tới Nhật Bản.
do đó tất cả đều là hán văn. Chúng ta không dễ gì hiểu được, nhưng mà nếu như có thể hiểu được ý nghĩa của nó, thì trên thực tế, nội dung của nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì bên trong đã viết về sự đồng cảm của chúng ta, một chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Đồng thời, kinh văn không phải viết cho người chết, mà là đã viết vì những người đang sống như chúng ta. Cho nên bây giờ, từ trong những kinh văn vô số đó, hãy chọn ra những kinh văn chúng ta thường nghe được, như Phật nói A Di Đà Kinh để giới thiệu. Câu chuyện Phật điển Cực Lạc Tịnh Thổ, Phật nói A Di Đà Kinh. Cách đây khoảng 2.500 năm, ở một sơn đồng tại xứ Ấn Độ, Thế Tôn đã từng kể với ta câu chuyện như vậy. Đang đứng ở trước mặt của các đệ tử là đệ tử đa văn bậc nhất của Thế Tôn, ngài A Nan. A Nan đã nghe được những lời giáo huấn của Thế Tôn và không chút sơ sót đã truyền lại cho chúng ta. Có một lần, Thế Tôn ở Kỳ Viên Tịnh Xá trong Xá Vệ Thành, thủ đô của Câu Bồ La Quốc, đang cùng với 1.250 đệ tử. Tất cả đều là những người đạo cao đức trọng. Vị trưởng lão Xá Lợi Phất đi đầu, Mục Liên và Đại Ca Diếp, còn có Văn Thù Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác. Thế Tôn đã nói với trưởng lão Xá Lợi Phất như thế này: Xá Lợi Phất à, kinh A Di Đà này ở trong kinh văn rất là hiếm thấy. Trong kinh văn không có người đặt câu hỏi với Thế Tôn. Ngay cả đệ tử Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất cũng chỉ ngồi lẳng lặng lắng nghe. Đi về hướng Tây khoảng 10 vạn ức, đó là đất đai của các chư Phật. Nơi đó có một thế giới gọi là Cực Lạc Tịnh Thổ. Ở nơi đó có một vị Phật gọi là A Di Đà Phật. Bây giờ ngài đang thuyết pháp. Trước tiên Thế Tôn nói Cực Lạc Tịnh Thổ ở Tây Phương. Tại sao lại ở Tây Phương? Bởi vì phương Tây là khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng đi xuống, là nơi chốn vạn vật quy hồi. Nó biểu thị là nơi chốn cuối cùng của chúng ta. Chỉ có phương Tây, vị trí này mới là thích hợp nhất. Tiếp theo, Thế Tôn nói, Cực Lạc Tịnh Thổ là một nơi phải vượt qua 10 vạn ức các quốc gia của chư Phật. 10 vạn ức là một ý nghĩa vô biên, cho nên không phải là khoảng cách về thực tế. Chúng ta coi như có thể nhìn thấy biểu hiện của một thế giới chân thực là lý tưởng. Cái thế giới chân thực này chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Thế Tôn nói, ở nơi đó có vị Phật danh hiệu là A Di Đà Phật. Một vị Phật cao quý vô lượng. Và còn nói, A Di Đà Phật bây giờ đang thuyết pháp. Hiện tại không những chỉ là nói về thời đại của Thế Tôn, mà cũng là nói tới cái thời đại 2.500 năm sau của chúng ta. Đó là cái hiện tại vĩnh viễn. Xá Lợi Phất à, quốc gia đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ là bởi vì nơi đó mọi người không có thống khổ, chỉ có mọi sự hoan lạc. Thế Tôn nói, nhân loại đã tràn đầy mọi sự thống khổ. Chúng ta đã được sinh ra khôn lớn, sanh, lão, bệnh, tử. Những gì ta muốn không nhất định đều phải có hết. Nếu như cần phải chia tay với người mình thương yêu, và cũng cần phải đối diện với người mình chán ghét, đó cũng muốn nói là sống trong một thế giới đau khổ thì không có cách gì được như nguyện. Ở góc cạnh khác, trong thế giới của A Di Đà Phật, không những không có sự đau khổ, hơn nữa lại còn vô số những niềm vui. Cho nên thế giới đó được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ. Như vậy, cái thế giới Cực Lạc Tịnh Thổ đó thực ra là như thế nào? Xá Lợi Phất à, Cực Lạc Tịnh Thổ có 7 tầng thạch thất, 7 tầng châu báu và 7 tầng thú đạo. Và tất cả đều do vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh
bốn bảo vật này tạo thành để biến thành cả một quốc gia sáng rọi lẫn nhau. Sa Lợi Phất à, ở Cực Lạc Tịnh Thổ cũng có bảy ao quý, có ngọn nước trong lành thơm mát không ngừng chảy để cung phụng tám đại công đức. Ở dưới đáy ao đã phủ đầy những hạt cát bạc. Ấn Độ là một quốc gia nóng và khô ráo. Với mọi người mà nói, những bóng cây mát mẻ và những dòng nước ngon ngọt là những bảo vật rất là trân quý. Cho nên Thế Tôn muốn hình dung mãnh lực của Tịnh Thổ, thì trước Ngài nhắc đến cái đẹp của cây và nước để biểu lộ cái tốt của Tịnh Thổ. Thế Tôn còn nói tới bảy tầng thạch thất, bảy tầng châu báu và còn bảy tầng thủ đạo. Chung quanh cái ao có vàng bạc lưu ly, lại còn những bậc thang dùng pha lê để mà làm thạch. Lên được trên ấy thì có một căn lầu bát ngát. Các lầu cũng là do vàng bạc lưu ly, pha lê, thủy tinh, san hô, mã não, tất cả những trang sức đẹp này tạo thành. Trong ao có hoa sen nở rộ, to giống như là sa luân. Hoa lam, hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng, mỗi một đóa hoa đều phát ra ánh sáng xinh đẹp riêng biệt, và cũng phát ra được mùi hương rất là thanh cao, tao nhã. Tịnh thổ của A Di Đà Phật không giống như thế giới của chúng ta, dùng mặt trời để phát ra màu sắc, mà là do tự nó đã phát ra những màu sắc. Sa Lợi Phất à, Cực Lạc Tịnh Thổ bản chất đã tràn đầy những món đồ đẹp đẽ và thuần khiết. Sa Lợi Phất, ở trong quốc gia của A Di Đà Phật, những âm nhạc du dương phát liên tục không ngừng. Trên mảnh đất màu hoàng kim, mỗi ngày hai lần, Mang Đà La Hoa sẽ rơi xuống giống như là mưa vậy. Những cư dân sống ở nước đó, sau khi bình minh trong lành vừa đến, họ đã dùng tay áo để đón những cánh hoa đẹp này. Sau đó, họ đi biến hoa cho các chư Phật ở nước khác. Sau đó, hiến hoa, thì họ trở về Cực Lạc Tịnh Thổ. Bước lên trên mảnh đất hoàng kim đó, họ đã đi một cách trầm tĩnh lân cận. Sa Lợi Phất, Cực Lạc Tịnh Thổ đẹp tới như vậy là một thế giới do tâm nguyện của A Di Đà Phật tạo thành. Và còn Sa Lợi Phất à, ở quốc gia đó lại còn có nhiều giống chim màu sắc sặc sỡ như hoa, thật là đẹp lắm. Có bạch hạc, khổng tước, chim két, xá lợi, chim cao ly và chim cùng mạng. Những con chim này đã không ngừng phát ra những âm thanh cao nhã và rất dễ nghe. Âm thanh đó đã được truyền tới mảnh đất đang được ngộ đạo. Những người sống ở Tịnh Thổ được nghe âm thanh này, mọi người đều cất tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật Pháp Tăng. Phật là Phật Đà, là người đắc đạo để hướng dẫn chúng sanh. Pháp là giáo đạo của Phật. Tăng là những người tiếp nhận giáo đạo để ngộ đạo. Đây gọi là Tam Bảo. Với những người Phật giáo mà nói, đây chính là ba bảo vật rất quan trọng. Và còn Sa Lợi Phất, ở đây có một vấn đề phải chú ý. Có đừng tưởng là những con chim đó vì kiếp trước đã làm tội mà phải chuyển luân làm súc sanh. Bởi vì ở thế giới Cực Lạc không có những người vì tội mà phải trở thành địa ngục, ác quỷ, súc sanh. Tam ác đạo này, tam ác đạo là một thế giới u mê đáng sợ. Trước hết là địa ngục. Ở đây là những người chết do phẫn nộ, do hận mà gây ra. Để đền tội, họ phải ở đây để tiếp nhận sự thống khổ cực đại của thân xác. Thứ hai là thế giới của ngạ quỷ. Đó là những người tham lam dục vọng, là một thế giới chịu sự đói khát và khổ đau. Cuối cùng là thế giới súc sanh,
là thế giới của những người không biết xấu hổ, dùng ân phụ nghĩa. Ở cực lạc tịnh độ, cả danh từ súc sanh cũng không có. Dĩ nhiên sẽ không có sự tồn tại của súc sanh. Cho nên nói, những con chim đang bay lượn ở tịnh thổ đều là do A-di-đà Phật đã vì Phật Pháp, đã dùng tâm nguyện để hóa thành những đồ vật tràn đầy màu sắc. Đáng lẽ là những con chim súc sanh sao lại có thể ở cực lạc tịnh thổ? Đây có lẽ là do Thế Tôn dự liệu những người đương thời sẽ có nghi vấn này, cho nên Ngài mới nói rằng, từ câu nói ở trên có thể đoán được cách nghĩ của Thế Tôn. Không những là chim chóc, toàn thể thế giới cực lạc đều là một thế giới do tâm nguyện của Phật A-di-đà làm thành. Sa lợi Phất cả, ở cảnh giới của cực lạc tịnh thổ thường có những ngọn gió mát mẻ thổi qua. Khi thổi qua những cây cao và bảo vật đã tạo ra một tiếng nhạc véo von. Âm thanh đó cơ hồ như là cả trăm ngàn thứ âm nhạc hợp lại mà phát ra. Những người nghe thấy được đều đột nhiên cất tiếng niệm Phật trong lòng, niệm Pháp, niệm Tăng, tu dưỡng tâm tính. Sa lợi Phất à, thì ra cực lạc tịnh thổ là một thế giới hiền hòa vô hạn như vậy. Cho tới lúc này, Thế Tôn vẫn cứ thuyết dẫn về vẻ đẹp và ánh sáng của thế giới tịnh thổ, đã dùng một thuyết pháp đơn giản dễ hiểu để khai dẫn cho chúng ta thấy một thế giới chân thực chúng ta phải nên truy cầu. Và còn nữa Sa Lợi Phất cả, ông cảm thấy thế nào? Đức Phật vĩ đại đó tại sao được gọi là A Di Đà Phật? Sa Lợi Phất, ánh sáng vô hạn của vị Phật đó đã chiếu sáng thập phương các nước, và không nơi nào mà không có. Không có bất cứ đồ gì có thể cản trở được, cho nên mới được gọi là A-di-đà, có nghĩa là vô lượng quang minh Phật. Cuối cùng Thế Tôn đã ở đây nói tới bản thân của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vị Phật quang minh. Ánh sáng của Ngài không có biên giới. Ánh sáng của Ngài chiếu rọi tới khắp mọi góc cạnh của thế giới này. Tổ sư Tịnh Thổ có nói, ánh sáng của trí tuệ không có kết thúc, ánh sáng của pháp thân cũng không có kết thúc, sẽ chiếu rọi hết khắp các chúng sanh. Nếu như nhận được sự chiếu sáng của ánh sáng trí tuệ này, thì sẽ khiến chúng ta trước hết hiểu được bản ngã chân thực. Còn nữa Sa Lợi Phất, thọ mạng của Phật và thọ mạng của chúng sanh sống ở nước đó đều vô hạn như nhau, vượt qua một khoảng thời gian không thể tính toán, cho nên mới được gọi là A-di-đà. Sa Lợi Phất, A-di-đà Phật từ khi Ngài thành Phật tới ngày hôm nay đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài đó. A-di-đà là cổ ngữ Ấn Độ mà Thế Tôn đã dùng đến. A là chữ phủ định, Di Đà có nghĩa là đo lường. Nếu hợp lại, có nghĩa là không thể đo lường, có nghĩa vô lượng. Thế Tôn nói, ánh sáng của A Di Đà là vô lượng. Bây giờ Ngài lại nói, thọ mạng của Di Đà là vô hạn định. Đó chính là muốn nói, A Di Đà Phật vĩnh viễn có được ánh sáng và sinh mạng vĩnh cửu, là một vị Phật lúc nào cũng dẫn dắt chúng ta. Và còn Sa Lợi Phất cả, ở dưới bông hạ của vị Phật đó có nhiều đệ tử thanh văn đếm không hết, tất cả đều đã được ngộ quả A La Hán. Những vị Bồ Tát cũng rất là đông đảo. Thanh văn là người nhờ nghe Phật giáo mà được ngộ đạo. A La Hán là một trong những thanh văn, là người tôn quý đã được giải thoát khỏi phiền não u mê. Bồ Tát là một cấp cao hơn, là những người vì mục đích dẫn dắt những người u mê để sau này trở thành Phật. Dĩ nhiên tịnh thổ của A Di Đà Phật là một thế giới mà tất cả đều bình đẳng.
Cho nên giữa các đệ tử đều không có sự khác biệt, tất cả đều đã được sự khai đạo của A Di Đà Phật mà giác ngộ. Cho nên ở đây cũng giống như là những con chim khi nãy đã được nhắc tới, do đó những thanh văn A La Hán, Bồ Tát không gì đó mà bị đối xử khác biệt. Sa Lợi Phất à, Cực Lạc Tịnh Thổ là một thế giới hoàn mỹ như vậy. Sa Lợi Phất, những người chuyển sanh tới thế giới Cực Lạc đó, mỗi người đều đạt được ngộ quả. Ở trong số đó có rất nhiều Bồ Tát ưu tú, có đếm cũng không thể đếm xuể. Bắt đầu từ bây giờ, những người mà biết được Cực Lạc Tịnh Thổ có thể cầu nguyện chuyển sanh tới tịnh thổ của A Di Đà Phật. Ở cái thế gian này đã phiền não ô nhiễm, không có người nào là thanh tịnh cả. Cho nên nói, tất cả các ông đều phải cầu nguyện để có thể chuyển sanh tới một nơi có chung nhiều thánh giả, một tịnh thổ cùng tương hội. Cùng tương hội ở một mảnh đất, đó cũng chính là một nơi cầu hội. Chuyển sanh tới Cực Lạc Tịnh Thổ thì có thể ở chung với những thánh giả và song thân thủ túc đã qua đời. Mọi người đều sẽ được A Di Đà Phật khai đạo, ngộ đạo và thành Phật. Những lời nói của Thế Tôn sau này không biết đã an ủi cho bao nhiêu người, cổ lực cho bao nhiêu người. Như vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể chuyển sanh tới Cực Lạc Tịnh Thổ? Bây giờ đã tới lúc quan trọng nhất của A Di Đà Phật. Thế Tôn nói là trước hết cần phải cầu nguyện, đó cũng là cầu nguyện cho mình có thể chuyển tới tịnh thổ. Nhưng mà Xá Lợi Phất à, cho dù chúng ta có tích một chút tu hành cũng không cách gì chuyển sanh được tới tịnh thổ đó. Thế Tôn nói tích một chút tu hành vẫn là chưa đủ. Như vậy tích nhiều tu hành thì có được hay không? Hình như cũng không phải như vậy. Bất luận là người ưu tú như thế nào thì lực lượng của con người cũng có giới hạn. Và lại còn tự mình nghĩ là đã làm việc thiện nhiều mà lại có thái độ chểnh mảng. Tổ sư Tịnh Thổ đã gọi cái này là tự lực. Tự lực chính là vượt khỏi tự tin, là phải muốn dựa vào lực lượng của mình để ngộ đạo và thành Phật. Tịnh Thổ Tôn Sư cho rằng tự lực không cách gì đạt thành tâm nguyện. Như vậy, những người đã mất đi tự lực như chúng ta cần phải làm như thế nào mới được? Sa Lợi Phất à, nếu như ở đây có thiện nam tín nữ hỏi về A Di Đà Phật duy trì danh hiệu. Danh hiệu chính là danh xưng của Nam Mô A Di Đà Phật. Duy trì danh hiệu này chính là giữ gìn lòng tin, ca ngợi danh hiệu đáng quý này. Duy trì danh hiệu này, đó cũng chính là niệm Phật. Những người duy trì danh hiệu có thể là một ngày, hoặc là hai ngày, hay là ba ngày, hoặc là bốn ngày, hoặc có thể là năm ngày, có thể sáu ngày, hay là bảy ngày. Nhất tâm bất loạn được xưng cái danh hiệu này. Một ngày hay bảy ngày cũng đều được. Điều quan trọng không phải là số ngày hay là số lần niệm Phật. Quan trọng chính là tin tưởng vào sự giải cứu của A Di Đà Phật. Duy trì danh hiệu này thì không thể nào còn tạp niệm, chỉ cần chuyên tâm ca ngợi Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thọ mạng của tinh giả đó đã bị tận, A Di Đà Phật sẽ cùng rất nhiều thánh nhân sẽ xuất hiện trước mặt tinh giả để mà đưa về Tây Phương. Cho tới lúc tinh giả qua đời, rời khỏi nhân gian, tâm của tinh giả cũng vì đó mà không bị mê hoặc, chuyển qua tới Cực Lạc Tịnh Thổ của A Di Đà Phật. Người khai tổ ra Tịnh Độ Tông nhận thấy là đoạn kinh A Di Đà này hàm xúc rất nhiều ý nghĩa. Lịch đại tổ sư nói, không chỉ là mình ta tin tưởng, A Di Đà Phật sáu chữ danh hiệu này cũng đã làm cho chúng ta lòng tin. A Di Đà Phật trước khi được thành Phật đã nói ra một đại nguyện muốn được giải cứu tất cả chúng sanh. Tới nay
đại nguyện đã thành nên biến thành 6 chữ danh hiệu này. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sức lực của A Di Đà Phật sẽ phát huy trên thân thể của chúng ta. Cái này gọi là tha lực. Không phải là do tự lực tu hành mà ngộ đạo, mà là cầu cứu lực của A Di Đà Phật. Tin tưởng vào ý nguyện cứu rỗi chúng sanh của A Di Đà Phật. Đây chính là tha lực niệm Phật. Đây mới là niệm Phật thật sự, là phương pháp duy nhất có thể giúp cho những người tội nghiệp sâu nặng như chúng ta có thể chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Đây chính là do lịch đại tổ sư đã nói chúng ta biết. Khi chúng ta hát lên A-di-đà Phật, A-di-đà Phật lập tức sẽ xuất hiện. Đúng rồi, không nên đợi tới cuối đời, bây giờ đã có thể đạt được bảo chứng để chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Tổ sư Tịnh Thổ nghĩ rằng đây chính là dụng ý thực sự của Thế Tôn khi giảng giải về A-di-đà Kinh. Sa Lợi Phất à, ta biết được có một việc làm có lợi ích rất lớn, cho nên nói pháp này. Này Sa Lợi Phất, ca ngợi công đức thần kỳ của A-di-đà Phật không chỉ có một mình ta, ở thế giới Đông Phương cũng có. Thế giới Nam Phương cũng có, thế giới Tây Phương cũng có, thế giới Bắc Phương cũng có, thế giới Hạ Phương cũng có, thế giới Thượng Phương cũng có. Nhiều như là hằng hà sa số, các chư Phật cũng sẽ xuất hiện để biểu hiện cái tư thái tuyệt đẹp đó, để nói cái pháp này. Này chúng sanh, cái công đức thần bí của A Di Đà Phật này, chúng tôi và các Phật pháp đều đang ca tụng ngài và còn kính ngưỡng ngài. Đây được gọi là chứng minh của chư Phật. Mức độ chân thực của bộ kinh này, cả lục phương chư Phật đều đã chứng minh. Sa Lợi Phất à, trải qua sự chứng minh như vậy, ông đã hiểu được nguyên do các chư Phật ca ngợi bản kinh này rồi chứ? Người dịch kinh gọi kinh này là A Di Đà Kinh. Đó chính là pháp sư Kuma La Thập. Sa Lợi Phất à, nếu như thiện nam tín nữ tin tưởng chư Phật mà tán thưởng A Di Đà Kinh, nếu mà nghe được kinh này, những thiện nam tín nữ ở thế gian sẽ được chư Phật phù hộ và còn được sự an tĩnh của tâm linh và sự giác ngộ đối với vô thường. Ở đây cái chữ nghe rất là quan trọng. Không những là lắng tai nghe, mà là trong tâm phải hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có những người trong lòng không nghi ngờ mới được các chư Phật phù hộ, được giác ngộ đối với vô thường. Tính cách chính xác của những lời nói của Tịnh Thổ Tổ sư khi nãy đã được chứng minh ở đây. Cho nên, Sa Lợi Phất à, các người nhất định phải tin tưởng mới được. Cái giáo điều của A Di Đà Phật này không nên có bất cứ nghi ngờ gì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sa Lợi Phất à, nếu như trong số những người này đã có người cầu nguyện hay là đang cầu nguyện, hoặc là sau này sẽ cầu nguyện, những người muốn chuyển sanh tới quốc gia của A Di Đà Phật thì tất cả sẽ được đi tới một cảnh giới của Phật, chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ, hoặc là sau này sẽ chuyển sanh tới cực lạc tịnh thổ. Cho nên Sa Lợi Phất cả, nếu những thiện nam tín nữ đó nếu thành tâm tin tưởng những lời mà ta nói, không nên có bất cứ nghi ngờ gì, thì các ngươi nhất định sẽ chuyển sang tới cực lạc tịnh thổ. Sa Lợi Phất, ta vừa nói tới chư Phật đã tán thưởng công đức không thể phủ nhận
của A Di Đà Phật, và chư Phật cũng đã tán thưởng ta, đã giảng giải căn lai của A Di Đà Phật cũng là một việc làm có công đức rất lớn. Họ đều nói như vậy. Thế Tôn đã hoàn thành việc khó khăn nhất của thế gian. Thân ở trong một thế giới năm loại ô trọc, nhưng lại vì chúng sinh mà thuyết giải kinh sư siêu việt đó, A Di Đà kinh. Phật nói, thế giới của chúng ta đã tràn đầy năm loại ô trọc. Ô trọc mà ở đây muốn nói đó là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sanh trọc và mệnh trọc. Kiếp trọc bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, phạm pháp, bệnh hoạn và chiến tranh. Kiến trọc là cách nghĩ tàn ác ở trong lòng. Phiền não trọc là lòng tham, phẫn nộ và bất mãn. Chúng sanh trọc là tà niệm bi tư dục làm chủ. Mệnh trọc là việc làm giảm đi tuổi thọ, chính là năm ô trọc này. Xá Lợi Phất cả. Ông hãy nhớ kỹ, sinh ra trong thế giới ô trọc này, ta đã thành Phật. Và bây giờ, vì chúng sanh ở trên đời đã nói ra nguyện vọng cứu người của A Di Đà Phật, sau khi hồi tưởng lại, quá trình đó đã tràn đầy những khổ lao, ta có thể thành đạo, không thể không nói là đã nhờ sự giúp đỡ của A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và như vậy, Thế Tôn vì thuyết pháp của mình và sự chứng minh của chư Phật đã chứng thực được ý nguyện để cứu chúng sanh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã vì những người vô pháp tự lực tu hành như chúng ta đã đem hết những phương pháp có thể cứu được đưa vào 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này, bây giờ vẫn an nhiên giúp đỡ chúng ta trong bóng tối. Thế Tôn cứ như vậy mà nói hết Phật pháp, lấy Xá Lợi Phất làm đầu. Các đệ tử và Bồ Tát sau khi nghe xong thuyết pháp của Thế Tôn, tất cả đều vui mừng, đã đem lòng kính ngưỡng sâu đậm đối với Thế Tôn. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng với rất nhiều đệ tử ở trên núi Linh Thiếu thuộc thành Dương Xá. Bây giờ Ngài A Nan đã hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cảm thấy hôm nay toàn thân của Thế Tôn phát ra ánh sáng rực rỡ hơn mọi ngày. Có lẽ do tâm của Ngài thông đạt với thế giới của chư Phật chăng? Có phải như vậy không, Bạch Thế Tôn? Xin người hãy nói cho chúng con rõ. Câu hỏi hay lắm. Này A Nan, vấn đề mà con hỏi là vì sự đau khổ của chúng sinh trong thế giới cầu mong được sự ra tay tiếp độ. Chư Phật ra đời chỉ vì một mục đích duy nhất là đem lại hạnh phúc thực sự cho chúng sinh mà thôi. Này A Nan, hôm nay ta sẽ giải nói về nhân duyên của các đức Phật cho con nghe. Con hãy nhiếp tâm lắng nghe. Vâng, Bạch Thế Tôn, con sẽ lắng nghe. Câu chuyện Phật điển, Đức Phật A Di Đà và đại thệ nguyện của Ngài Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Cách đây vô lượng kiếp lâu xa về quá khứ, có một đức Phật tên là Tịnh Quang. Ngài đã giáo hóa vô số người. Kế đó lại xuất hiện một đức Phật tên là Quang Âm. Kế đến lại có một đức Phật xuất thế tên là Nguyệt Quang. Đức Phật Chiên Đàm Quang, Đức Phật Thiện Trí Quang, Đức Phật Tu Di Đạo, Đức Phật Nguyệt Đức, Đức Phật Chánh Niệm, Đức Phật Nê Câu và Phật Vô Ác.
Các Đức Như Lai như vậy đã kế tục nhau mà xuất thế, thuyết pháp và hóa độ chúng sinh. Đức Phật xuất thế sau cùng gọi là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Bây giờ có một vị quốc vương, nhưng khi nghe Đức Phật Thế Tự Tại Vương thuyết pháp, ngài rất cảm động, bèn buông bỏ quốc thành, vợ con mà xuất gia tu hành với pháp hiệu là Pháp Tạng. Thuở ấy, Pháp Tạng Tỳ Kheo trí tuệ siêu phàm và ý chí lại rất kiên định. Lúc đó, ngài Pháp Tạng kính cẩn đảnh lễ Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Sau khi đã đọc lên bài kệ tán Phật, ngài thỉnh cầu như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Xin ngài hãy thuyết pháp cho con nghe. Sau này tu hành thành Phật, con sẽ lập nên một tịnh thổ để giải thoát mọi đau khổ cho chúng sanh. Con làm thế nào để tu hành sáng lập ra tịnh thổ? Bản thân con cũng đã tự hiểu rồi. Việc lập lên tịnh thổ là điều vượt ngoài năng lực và trí tuệ của con. Cúi xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con nghe về các tịnh thổ của chư Phật. Lòng chân thành và tâm từ bi của con thật đáng quý, vượt hẳn người thường. Này Pháp Tạng. Vâng, Bạch Thế Tôn. Biển cho dù rộng tới đâu, nếu như dùng thùng để múc nước mãi, thì cũng sẽ có một ngày nước biển sẽ khô cạn. Nếu còn có lòng kiên trì, kiên tâm tu hành, thì sẽ có một ngày còn nhất định sẽ đạt được mục đích của mình. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện làm theo lời dạy của ngài, xin ngài hãy yên tâm. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tự Tại Vương đã chỉ ra 210 ức thế giới tịnh độ của các Đức Phật cùng mọi sự sinh hoạt của những chúng sinh về nơi đó cho Pháp Tạng Tỳ Kheo nghe và được tận mắt nhìn thấy sự việc ấy. Lúc đó, trong lòng của Pháp Tạng đã dứt sạch cố chấp và dục vọng, tâm trí kiên định hết sức thanh tịnh. Sau khi trầm tư thật lâu, và cuối cùng đại nguyện kiến lập tịnh thổ đã thành tựu. Này Pháp Tạng, bây giờ con hãy phát đại nguyện của con cho mọi người biết, để họ vui mừng, để sau khi họ nghe xong, họ sẽ tu tập. Khi các duyên thành thục thì sở nguyện vô bờ bến của con sẽ được đạt thành. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, và bây giờ con sẽ lần lượt phát ra những thề nguyện. Trước tiên là khi con thành Phật, con phải kiến lập một thế giới không có ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Nếu không thực hiện được nguyện này, con quyết sẽ không thành Phật. Đây là tâm nguyện phá bỏ ba ác đạo của Pháp Tạng Bồ Tát. Địa ngục chính là thế giới phiền não tràn đầy hận thù và phẫn nộ. Ngạ quỷ chính là quỷ đói, là thế giới của đau khổ dục vọng điên cuồng. Súc sanh là thế giới của kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu xóa bỏ ba đường ác này, kiến lập lên một thế giới thanh tịnh không còn dơ bẩn, thì đó chính là tâm nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khưu. Nguyện thứ hai, nếu người sinh vào đất nước con, thân thể của họ thường tỏa ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, thân tướng lại trang nghiêm. Nếu con không thực hiện được nguyện này, con quyết sẽ không thành Phật. Giả lại, người sinh ra từ đất nước con, mỗi người đều phát huy vẻ đẹp của mình, không có sự sai biệt giữa đẹp và xấu. Nếu con thực hiện không được, thì con quyết không thành Phật. Nguyện này mang ý nghĩa bình đẳng và mang lại niềm vui cho tất cả chúng sanh. Thế giới mà Pháp Tạng mong muốn là một thế giới không phân biệt.
không vì sự xuất thân xấu đẹp bề ngoài mà có sự kỳ thị. Ngài muốn mang đến cho mọi người sự bình đẳng hạnh phúc rực rỡ như hoàng kim vậy. Lại nữa, người sống ở tịnh độ sẽ không bị tình cảm ngu muội dụ dỗ, không còn bị sự vô minh che lấp và hoàn toàn được giác ngộ. Nếu không thực hiện được nguyện này, con quyết không thành Phật. Lại nguyện sau khi con thành Phật, ánh sáng vô lượng của trí tuệ sẽ chiếu soi khắp tới chúng sinh để cứu độ những chúng sinh ấy. Con muốn biến thành ngọn lửa giải cứu vô hạn cho chúng sanh. Nếu không thực hiện được như vậy, con quyết không thành Phật. Lại nữa, nếu khi con thành Phật, nguyện mười phương chư Phật phong con là Phật A-di-đà. Đồng Pháp Quang khen ngợi con và nói cho mọi người biết tấm lòng của con. Nếu không được như vậy, con nguyện sẽ không thành Phật. Với tất cả tâm nguyện cứu độ chúng sanh của Pháp Tạng đã bao gồm trong câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu niệm này đã khiến tất cả chúng sanh ở trong mười phương thế giới đều biết được sự hiện hữu của Đức Phật A Di Đà và những thệ nguyện của Ngài. Đó cũng chính là nguyên nhân Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Lại nữa, lúc con thành Phật, bất cứ ai nghe được danh hiệu của con, có niềm tin sâu sắc, cùng niệm chuyên cần danh hiệu của con, thì sẽ được thoát khỏi kiếp người và được tái sinh về cõi cực lạc. Nếu không được như vậy, con nguyện không thành Phật. Trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện thứ 18 này được xem là quan trọng nhất. Đó chính là phương pháp niệm Phật giảng sanh. Bất luận là người lành hay người dữ, người thông minh hay kẻ ngu, nếu chí thành niệm danh hiệu của Đức Phật này, nhất định sẽ đạt đến giác ngộ và vĩnh viễn xa lìa sinh tử. Khi Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát 48 đại nguyện và Ngài cất lên bài kệ tán Phật, thì mặt địa cầu liền rung chuyển. Từ trên trời rơi xuống những đóa hoa thơm ngát để cúng dường. Nhạc trời cũng vang dội bốn phương để ca ngợi những thệ nguyện vĩ đại của Ngài. Và sau đó Pháp Tạng Tỳ Kheo đã trải qua một khoảng thời gian rất dài tinh tấn tu hành, chỉ vì một lòng muốn kiến lập tịnh thổ để đón tiếp những chúng sinh sau này. Bạch Đức Thế Tôn, Pháp Tạng Tỳ Kheo hiện giờ đã thành Phật hay chưa vậy? Pháp Tạng đã thành Phật rồi. Tên hiệu của Ngài là A Di Đà Như Lai. Bạch Thế Tôn, chuyện này xảy ra từ lúc nào? Kể từ ngày Pháp Tạng Tỳ Kheo bắt đầu thực hành tâm nguyện cho đến ngày nay, thời gian tính ra thật là rất dài. Nói như vậy, có nghĩa là Ngài không thể qua đây được sao? Không, Ngài sẽ qua đây được thôi. Hả? Đức Phật A-di-đà có ánh sáng và thọ mạng vô tận. Bất cứ lúc nào và ở đâu, Ngài cũng vì chúng sinh mà cứu độ cả. Hả? Tịnh thổ của Ngài ở hướng Tây, vượt qua mười muôn ức thế giới, cũng không có đồng quan núi rừng, không có biển cả, không có hang động. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói nơi đó không có hang động, vậy thì con người phải sống ở nơi đâu, thưa Thế Tôn? A Nan à, tịnh độ không phải là một nơi hữu hình. Ở đó, con người và chư Phật không phải sống trong một thế giới vật chất, mà sống trong thế giới của tâm từ bi do bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà hóa hiện. À,
Thì ra là như vậy. Thế giới tịnh độ này là do thực lực của Đức Phật Di Đà đã hóa hiện ra. Thế giới đó có vàng, ngọc, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ, mã não hợp lại thành đất. Cõi đó đất đai vô biên. Những bảo vật này phản chiếu nhau mà phát ra ánh sáng. Một quốc gia tuyệt vời, có một thế giới nào có thể so sánh nổi? Nơi đây không có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cũng không có sự phân chia xuân hạ thu đông. Không lạnh, không nóng, một thế giới ôn hòa của tình người. Ánh sáng của Đức Phật này lại sáng hơn ánh sáng của các Đức Phật khác. Khi ánh sáng của Đức Phật này chiếu đến thân của những chúng sinh, thì lập tức những tham dục, sân hận, giận, ngu si dẫn đến đau khổ đều được tan hết. Ánh sáng của Đức Phật Di Đà luôn êm dịu và lan tỏa mười phương thế giới. Không có nơi nào mà ánh sáng của Ngài không rọi đến. Nếu có chúng sinh nào nghe được tâm nguyện của Đức Phật này, ngày đêm khen ngợi, nhất tâm tín thọ, trì niệm danh hiệu Ngài, thì nhất định sẽ được vãng sanh tịnh độ. Đồng thời người ấy cũng được các bậc thánh khen ngợi công đức này. Tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà vô hạn, cũng giống như ánh sáng của Ngài vậy, nếu muốn đếm cũng không đếm hết. Vì lòng từ bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nên thọ mạng của người sống lâu vô lượng vậy. Và còn trên đất tịnh thổ của A-di-đà Phật có nhiều cây cối đã mọc um tùm. Cây cao lớn nhất vẫn là cây Bồ Đề, nơi mà Đức Phật A Di Đà đã được ngộ đạo. Những bảo vật dùng để trang sức, một khi cơn gió thoảng nhẹ qua lá cây, cây Bồ Đề sẽ phát ra những âm thanh vô lượng, không ngừng truyền đi khắp bốn phương. Những ai nghe được âm thanh đó có thể đạt được cái thanh ảo của cảnh địa ngộ đạo. Ở tịnh thổ đó cũng có rất nhiều hồ nước, nước trong xanh lại mát mẻ. Dưới đáy hồ lại có vàng bạc, thủy tinh, lưu ly, mã não và cát mềm. Gió thổi qua, hoa sẽ rớt xuống mặt hồ. Những cánh hoa đầy màu sắc phủ lên trên mặt đất. Khi những cánh hoa khô héo, thì mặt đất tự mở ra và những cánh hoa sẽ biến mất, không để lại chút dấu tích. Khắp nơi đều nở những cánh hoa sen do bảo vật làm thành, phát ra những ánh sáng rất quy hoàng, còn sáng hơn là mặt trời và mặt trăng. Những thánh nhân sống trong tịnh thổ này không lâu sẽ biến thành tuyệt đẹp và tràn đầy trí tuệ. Tất cả mọi người đều đã đạt được cái sự vi diệu của cảnh địa ngộ đạo, tự mình phát ra ánh sáng, tự mình thuyết giải Phật pháp và còn lãnh đạo chúng sinh. Trong số đó có hai vị Bồ Tát ưu tú nhất, và ánh sáng do hai người họ phát ra tới 3.000 đại thiên thế giới. Xin hỏi Thế Tôn, danh hiệu của hai vị Bồ Tát đó tên gọi là gì vậy, thưa Thế Tôn? Một vị gọi là Quan Thế Âm, là một vị Bồ Tát từ bi. Còn vị kia là Đại Thế Chí, là Bồ Tát của trí tuệ. Hai vị đó đã tu Bồ Tát thành ở thế gian, sau khi kết thúc thọ mạng đã chuyển sanh tới tịnh thổ đó. A Di Đà Như Lai thường hay tụ tập Bồ Tát và các đệ tử thuyết giảng Phật đạo.
Mọi người sau khi nghe xong đều rất hân hoan, đã được sức lực bí mật của A Di Đà Như Lai. Họ rất vui mừng, đã đi về thập phương thế giới để mà thuyết giải Phật pháp. Tịnh thổ của A Di Đà Như Lai tràn đầy ánh sáng thanh khiết. Tại sao con người lại không muốn truy cầu? Muốn đi tịnh thổ không phải là một việc khó khăn đâu, nhưng mà những người đi được thì lại rất là ít lắm. Chỉ cần tin tưởng vào lực lượng của A Di Đà Như Lai, Như Lai nhất định sẽ không có phân biệt, và sau đó sẽ đưa tất cả chúng sanh đến tịnh thổ. Con người tại sao cứ để tâm tới những thế gian cực đoan nông cạn? Mỗi người đều vì lợi ích mà làm việc. Nhưng mà cũng chỉ là đắp đổi qua ngày. Người có tiền vì muốn có thêm tiền mà làm tổn hại tâm trí. Mỗi ngày đều lo sợ bị mất đi số tiền trên tay. Người không có tiền vì điều đó mà lại đau khổ. Mỗi ngày đều gấp gáp để đi kiếm tiền. Cuối cùng vì tiền đã không ngại nguy hiểm, thậm chí đã không ngại giết người, đi cưỡng đoạt món đồ mà mình muốn có. Cũng có người ở trong lòng tràn đầy dục vọng, đã cố chấp để muốn đạt được dục niệm. Cuối cùng đã dẫn tới sự tranh chấp giữa vợ chồng, trong gia tộc cũng vì đó mà đầy dẫy bi thương và oán hận. Cũng có người vì ganh tị mà phỉ báng người, thậm chí nói láo để làm hại người, để mà đi tới cái sự chia rẽ. Sau đó tự mình trốn ở phía sau mà vui mừng. Và cũng có người ham chơi lười biếng, cả đời không có nỗ lực làm việc, đã khiến cho gia đình của hắn bị đói, bị lạnh. Vì lẽ đó đã bị sự trách mắng của song thân, mà lại còn giận dữ la lối, cũng giống như là gặp kẻ thù của mình vậy, khiến cho song thân đau lòng và tự hỏi sao lại sinh ra đứa con như vậy. Cho dù là oán hận lẫn nhau, thì cái ngày tử biệt cuối cùng cũng phải đến. Những người yêu thương nhau cũng nhất định vì chết mà phân khai ở trong sự bi thương oán than. Những người còn lại cũng cứ tiếp tục rời khỏi thế gian. Tất cả đều tiêu tan trong ngắn ngủi và hư vô. Những vật vĩnh phụ bất biến hoàn toàn không có. Đó chính là đạo lý vô thường. Ta thuyết giải cái đạo này, nhưng lúc ta hãy còn sống đây, sẽ hướng mọi người đi tìm một sinh mạng vĩnh viễn bất biến. Nhưng mà những người tin tưởng vẫn là thưa thớt không nhiều. Con người chỉ biết truy cầu theo những thú vui trước mắt, không biết tới đạo lý, dễ phẫn nộ điên cuồng, tham bởi tiền và dục vọng, cho nên mới đi vào con đường tà đạo trầm luân, vào địa ngục ác đạo. Cũng vì vậy mà dứt dưỡng trong thế giới phiền não thống khổ. Đúng là một việc rất là đau lòng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra bóng dáng của Di Lặc Bồ Tát. Thực ra trước khi Thế Tôn bắt đầu nói chuyện thì Ngài đã tới đây rồi. Di Lặc à, nếu như có chỗ nào không hiểu, đừng có ngại, cứ nói ra đi. Dạ Thế Tôn, tình trạng ở thế gian này đích thực giống như Ngài vừa nói, con cũng hết sức đau lòng. Nhưng mà khi nãy nghe được lời chỉ dẫn của Thế Tôn Ngài,
tâm và mắt của con đã được mở rộng, cũng đã xa rời được sự mê hoặc, và con còn nghe được tất cả những việc của A Di Đà Như Lai. Không có gì làm con vui mừng hơn nữa. Vậy thì tốt quá, Di Lạc à. Dạ. Ông đã từ một thống khổ vô hạn mà tu hành thành Bồ Tát, một mực muốn cứu rỗi chúng sanh. Nhưng mà sự u mê của ông và thế nhân xưa nay chưa hề gián đoạn. Như vậy thì không có đủ. Đối với điểm này, con cảm thấy thật xấu hổ. Các người bắt đầu từ hôm nay phải nên ghét bỏ sanh tử bệnh lão, bốn cái thống khổ này. Phải nên biết thế gian tràn đầy dơ bẩn, biết rõ sự nông cạn của chính mình. Mỗi người đều phải nên đi cầu giáo với A Di Đà Như Lai, phải thành tâm học hỏi với Ngài và nhất định thành tâm với Ngài. Dạ phải. Sự tội nghiệp của ta đối với các ngươi và thế dân so với tình cha mẹ yêu thương con cái càng sâu đậm hơn, cho nên ta mới ở lại thế gian này để mà thành Phật, diệt ác, giải thoát phiền não và đau khổ, giải trừ đi sự đau khổ của u mê, để đem lại sự hạnh phúc thật sự, để mọi người đều có thể tới được một thế giới tịnh thổ hiền hòa. A Nan à. Dạ. Bây giờ con đứng dậy đi, và con hãy quỳ lại A Di Đà Phật Như Lai. Dạ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu như có thể được, xin hãy để cho chúng con được tận mắt nhìn thấy được tịnh thổ của A Di Đà Như Lai, thưa Thế Tôn. Hả? Nếu như con người nghe được danh hiệu của A Di Đà Như Lai, tin tưởng, vui mừng, ở trong lòng không nghi kỵ, xưng tụng danh hiệu này, người đó sẽ đạt được một mục đích rất là lớn, không có bất cứ gì so sánh được, cũng như là một công đức vậy. Cho nên Di Lạc à. Dạ. Cho dù 3.000 đại thiên thế giới đã bị lửa bao bọc,
cũng phải xuyên qua ngọn lửa đó, đem chánh pháp này truyền tới cho chúng sanh. Đây là một giáo ngôn có giá trị lớn. Bây giờ ta ở đây vì chúng sanh mà thuyết pháp. Với tình hình này, tình trạng A Di Đà Như Lai để cho các ngươi nhìn thấy tịnh thổ. Về đời sau, có lẽ giáo pháp này từ từ sẽ bị mọi người quên lãng đi. Ta mang theo tấm lòng từ bi, chỉ hy vọng giáo pháp này có thể vĩnh viễn lưu truyền tới đời sau. Bắt đầu từ hôm nay, những người từng nghe được giáo pháp này, bất luận ở nơi nào, người nào, giờ nào, đều có thể giải thoát mê hoặc, theo nguyện vọng của mình chuyển sanh tới tịnh thổ của A Di Đà Như Lai. Lời của Thế Tôn vừa nói hết, cả đất trời cảm động tới rung chuyển. Những âm thanh không ngừng vọng lại, những đóa hoa đẹp như tuyết liên tục rơi xuống. Các đệ tử và những vị Bồ Tát đang tụ tập ở núi Linh Thứu và cùng tất cả những người khác nghe được thuyết pháp cao quý này, mỗi người đều cảm thấy rất vui mừng và rất cảm động.